Kỳ lạ, nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, những chú chó dễ thương trở nên nổi tiếng khắp Internet không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thế nhưng, giờ đây, loài động vật này đang thống trị thế giới. Chú chó tình đất vừa được bầu làm thị trưởng của xã Comoran, bang Minnesota, nước Mỹ, lần thứ ba liên tiếp. Theo David Rick, chủ nhân của chú chó đất, nó đã giành chiến thắng áp đảo. Người duy nhất không bầu cho đất là bạn gái của nó, Rick nói với đài ABC địa phương WD. 3 năm trước, mọi thứ xảy ra một cách tình cờ. Đó là một lá phiếu bầu tự viết tên, bạn trả một đô la và bạn có thể điền tên bất kỳ ai bạn muốn. Điều đặc biệt là ở Mỹ, đó không phải là con chó đầu tiên làm thị trưởng. Ngoài ra, còn có Junior Cochran, một con chó Labrador màu đen, trung cử ở Hart Rapids, bang Kentucky năm 2004. Trước đó, chú chó Bosco được bầu làm thị trưởng ở Sunon, bang California từ năm 1981 đến năm 1994. Con mèo Stop làm thị trưởng ở Tokhetna, bang Alaska vào năm 1997. Thậm chí Stop còn có tài khoản Twitter riêng, trong đó viết Tôi là một con mèo, tôi được bầu làm thị trưởng Alaska, tôi sẽ trở thành tổng thống sớm thôi. Năm 1959, con tê giác 5 tuổi tên là Kakariko chiến thắng cuộc bầu cử thị trưởng Sao Paulo, Brazil cùng với số phiếu áp đảo. Kakariko có nghĩa là rác trong tiếng Bồ Đào Nha được ủng hộ cho một cuộc bỏ phiếu chống lại tham nhũng chính trị. Tuy nhiên, con thế giác cuối cùng không được nhằm chức. Quý vị và các bạn thân mến, nghe có vẻ như tất cả những thứ trên đều là bị đặt. Nhưng không, tại Quanga, Momona, ở New Zealand, người dân còn bầu một con dê tên là Billy Gumbot làm chủ tịch vào năm 1999. Manu, một con mèo đến từ Anh, từng là đồng lãnh đạo đảng Official Monster Ravin chính thức của Anh từ năm 1999 đến năm 2002. Nó là con mèo duy nhất từng dẫn đầu một đảng chính trị. Trên trang web của đảng có ghi, đó là một cuộc chạy đua sát sao giữa Holin và chú mèo Mandu, cả hai đều có 112 phiếu. Chúng tôi đã quyết định họ sẽ trở thành những người đồng lãnh đạo. Đây là đảng chính trị đầu tiên được lãnh đạo bởi người và động vật.